Kỳ Lân chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ review, giới thiệu một cái sản phẩm, đó chính là chiếc nhẫn Rolex. Nếu như quý khách nào đã đang sử dụng đeo đồng hồ Rolex thì chắc chắn rằng nhìn cái này là biết chiếc nhẫn Rolex rồi. Hiện tại là phiên bản này là phiên bản demi vàng trắng xen kẽ vàng hồng rô đính kim cương. Thì nếu như quý khách nào muốn demi vàng chanh có luôn, quý khách nào muốn full vàng đều liên hệ cho Kỳ Lân hết nhé. Đây, rất đẹp. Kỳ Lân xỏ thử cho quý khách xem. Và tùy thuộc vào tay của quý khách, tức là tùy thuộc vào size tay của quý khách, to nhỏ thích như thế nào thì Kỳ Lân sẽ làm y-bon như thế đó. Nếu như quý khách có điều kiện thời gian thì xin phép quý khách đến với showroom Kỳ Lân Luxury nhé. Nếu như quý khách không đến được thì Kỳ Lân sẽ cho nhân viên cầm bộ đo ni tay, size tay đến tận nơi để đo cho quý khách, đảm bảo với quý khách là đo y-bon và làm y-bon chính tay cho quý khách đeo tuyệt vời. Còn nếu như quý khách ở quá xa, một nơi quá xa mà Kỳ Lân không thể đến được, hoặc là quý khách không thể đến được thì không sao, đơn giản lắm. Kỳ Lân sẽ làm một cái thí nghiệm đây, và Kỳ Lân sẽ làm một cái thí nghiệm. Ví dụ như bây giờ Kỳ Lân muốn đeo ngón tay này thì bây giờ Kỳ Lân sẽ cắt một miếng giấy dài thiệt là vừa vừa thôi đủ vòng tay thôi đó, ok. Rồi Kỳ Lân sẽ đo khoanh cái vòng tay mình muốn đeo cho nó vừa khít. Ok, cho vừa khít. Xong Kỳ Lân sẽ... Rồi cuối cùng Kỳ Lân lấy cái dây mà vừa cắt ra mà đo chính xác đó. Nói chung là mình chỉ đo chiều dài của cái... mình mới vừa đo vòng tay mình á, mình thẳng ra như thế này, xong mình đo chiều dài của nó là ok. Thì chiều dài mà Kỳ Lân đo được là 57 mấy, gần 58. Thì Kỳ Lân chia cho 3,14 thì nó ra size 18. Đây Kỳ Lân thử size 18 nha. Ok, 18. Wow, ngay bon luôn. Rồi, ở nhà quý khách cứ làm như vậy là được. Cứ muốn làm nhẫn size gì cứ nói Kỳ Lân. Vậy cái lắc tay, dây chuyền muốn đeo dài như thế nào, ngắn như thế nào, vừa như thế nào, lắc tay đeo như thế nào thì cũng Kỳ Lân liên hệ Kỳ Lân để Kỳ Lân hướng dẫn làm những cái cách để mà đo được cái size chuẩn nhất. Và tùy vào chiếc nhẫn, ví dụ như chiếc này là Kỳ Lân làm là size hột của chiếc nhẫn là 5,4 ly, hột kim cương á. Nếu như quý khách thích mẫu này mà không thích hột 5,4 ly thì thay thành 6,3 ly, 7,2 ly, bao nhiêu ly cũng được, miễn là yêu cầu của quý khách muốn thì là sẽ đáp ứng bất cứ ly nào mà quý khách cần thiết. Hoặc là quý thích mẫu này nhưng mà tay quý to, thích làm nhẫn to hơn, làm cái to hầm mố hơn, Kỳ Lân sẵn sàng đáp ứng đi xa lại. Nói chung là tất cả những kiểu mà Kỳ Lân có, hoặc tất cả những kiểu Kỳ Lân chưa có, tất cả những kiểu mà quý khách đang muốn, Kỳ Lân có thể đều đáp ứng 100%. Và coi hột thì mình không coi bằng mắt thường nha, mình phải coi bằng máy hỗ trợ. Không thấy được những cái hạt kim cương nhỏ được, cũng không thể coi được cái chấu đẹp xấu được, thì mình phải coi. Qua đây chúng ta có thể thấy được tất cả những cái chấu gắn lên hột nhỏ rất đẹp, rất đều và rất chuẩn. Hột kim cương chủ cũng rất đều, rất đẹp và rất chuẩn, rất trong, rất sáng. Hột kim cương chủ cũng rất đều, đều chấu, đẹp, sạch, sáng và không bị than, không bị bệnh, không bị lỗi. Đặc biệt là những cái chấu của những viên kim cương thì mình coi bằng mắt thường không thấy được rõ đâu, phải coi bằng máy hỗ trợ chuyên dụng cho nó chuyên nghiệp hơn và chính xác hơn. Vâng, và không phải là một mẫu này, rất tất cả những mẫu nào quý khách đang thấy ở ngoài kia, quý khách đang hình dung trong đầu, hoặc là quý khách đang muốn một cái mẫu vậy phối với vậy, mẫu này kết hợp mẫu kia, những cái ý tưởng, những ý tưởng trong đầu có thể hội ý với Kỳ Lân để tạo nên những mẫu độc bản, những mẫu limited độc bản mà dành riêng cho bản thân mình, và tạo nên một cái nét phong cách riêng cho bản thân mình luôn. Ra ngoài ai nhìn thấy cũng phải nhìn và hỏi sao đọc vậy, sao đẹp vậy, sao đẳng cấp vậy. Đó là điều mà Kỳ Lân luôn muốn hướng tới sản phẩm mình để cung cấp cho khách hàng. Vâng, một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và Kỳ Lân luôn chờ đón tất cả các bác, tất cả quý khách hãy đến với showroom của mình, của Kỳ Lân để mà giao lưu những sản phẩm hấp dẫn. Và nếu như thương, yêu, quý, mến Kỳ Lân thì Kỳ Lân mong muốn được sự ủng hộ của quý khách, đó là chia sẻ video này và đồng thời follow, đăng ký theo dõi kênh YouTube này cũng như là like theo dõi fanpage này. Chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.